xe cảnh sát tông sập cửa gara để tiếp cận đám cháy ở quận 7. Vụ cháy xảy ra khoảng 18 giờ 45 phút ngày 13 tháng 10 tại gara ô tô trong hẻm 903 Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, người dân sống tại hẻm 903 Trần Xuân Soạn thấy lửa bùng lên phía trong gara ô tô đóng kín cửa nên hô hoán, điện báo lực lượng chức năng. Cảnh sát sau đó dùng xà beng nạy cửa gara ô tô nhưng bất thành. Lực lượng chữa cháy phải dùng xe chuyên dụng tông sập cửa sắt của gara ô tô để phun nước dập lửa. Nhân viên của gara làm việc đến gần tối thì đóng cửa ra về, lúc cháy người dân không thể phá được cánh cửa để dập lửa. Bà Phượng ở gần hiện trường kể, đến 19 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy khiến 3 ô tô trong gara bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng quận 7 đang điều tra nguyên nhân của hỏa hoạn.